Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh với cường độ mạnh đã duy trì một ngày trời rét ở miền Bắc. Dự báo là đến đêm nay thì hầu khắp toàn miền Bắc sẽ đều nằm trong mức nhiệt là dưới 20 độ. Thậm chí những vùng núi cao như Lũng Cú, Đồng Văn, Tam Đảo, Mộc Châu hay là Sapa thì nhiệt độ chỉ khoảng là 12 đến 14 độ. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ toàn miền Bắc có tăng hơn so với ngày hôm nay khoảng từ 2 đến 3 độ nhưng vẫn ở mức lạnh. Như là với các thành phố Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Việt Trì và Hòa Bình khoảng là từ 22 cho tới 24 độ. Trời sẽ dứt mưa và không khí khô ráo dần, thời tiết cũng sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động ở ngoài trời. Còn với khu vực miền Trung thì dự báo ngày mai trời vẫn có mưa ở phần nửa phía Bắc. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa cho đến Huế 23 cho tới 27 độ, trời vẫn lạnh. Còn với Nam miền Trung thì sang ngày mai mưa sẽ dứt và trời chuyển nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ 29 cho tới 31 độ. Không khí lạnh cũng tác động xuống các thành phố ở Nam Bộ gây mưa nhiều nơi trong ngày hôm nay. Tuy nhiên dự báo sang ngày mai thì mưa sẽ có xu hướng giảm. Ở miền Tây thì có thể là mưa xuất hiện vài nơi từ sáng và trưa, còn miền Đông thì mưa chủ yếu về chiều tối đến đêm. Cục bộ sẽ có những điểm mưa to tương ứng với màu xanh lá như thế này. Cần đề phòng nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ dự báo là đêm nay gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài khơi, khu vực quanh huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trời có mưa dông đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.